Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Ngày hôm nay ngày 24 tháng 2, chúng tôi gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 trước năm 2025. Chuẩn bị tốt cho lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội đền Bà Triệu năm 2023. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, chỉ tuyển dụng công chức đạt kết quả kiểm định đầu vào. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Trường Chính trị Thanh Hóa về kết quả sau một năm thực hiện kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn. Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn, Tiến sĩ Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Thanh Hóa đã khái quát những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn thách thức của nhà trường trong thời gian vừa qua. Trong đó nhấn mạnh, ngay sau khi có kết luận số 729, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động hoàn thiện và ban hành đề án số 39 ngày 24 tháng 2 năm 2022 về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau một năm thực hiện kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhà trường đã chủ động phối hợp tham mưu cơ bản hoàn thiện về thể chế, tạo cơ chế và nguồn lực tốt cho đổi mới và phát triển. Công tác đào tạo bồi dưỡng được đổi mới, đồng bộ, hoàn thành quy mô đào tạo bồi dưỡng lớn, chất lượng không ngừng được nâng lên. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm phát triển toàn diện. Nhiều sản phẩm nghiên cứu nhận được giải thưởng của Trung ương và địa phương, được biên tập phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tỉnh và cả nước. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường cần xác định đầy đủ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và vị trí, vai trò của Trường Chính trị tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra như kết luận số 729, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rõ. Tiếp tục đổi mới toàn diện, thực chất công tác lãnh đạo, quản lý của Trường Chính trị tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn, xây dựng văn hóa Trường Chính trị tỉnh chuẩn mực, kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước, đạt chuẩn mức 1 trước năm 2025, đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030. Ngày 24 tháng 2, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đóng góp ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu mục đích, yêu cầu, những nội dung trọng tâm cần đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi, đồng thời mong muốn các cử tri phát huy trách nhiệm và trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để đoàn tổng hợp đóng góp với ban soạn thảo. Xuất phát từ quá trình thực hiện luật đất đai năm 2013 và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, cử tri Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo luật, đề nghị cần làm rõ hơn về chu kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực, đề nghị bổ sung tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo pháp luật về xây dựng, hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận theo pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng. Cử tri Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị dự thảo luật nên xem xét đưa vào luật trường hợp khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại thì cần xét ưu tiên đối với sản xuất kinh doanh đang hoạt động hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường tại khu vực phải thu hồi đất. Đề nghị xem xét lại thủ tục gia hạn sử dụng đất của dự án để tránh tình trạng các thủ tục chồng lấn giữa các luật có liên quan, bổ sung thêm quy định về nội dung người sử dụng đất hiến, tặng đất, trong đó quy định về trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp xác đáng, có căn cứ thực tiễn cao của cử tri Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội luật gia tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu để báo cáo với Quốc hội và tham gia ý kiến tại nghị trường của Quốc hội. Chiều 24 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tiếp xã giao Ngài Jaron Meyer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm làm việc với tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham gia buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Lê Đức Giang. Trong không khí thân mật, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin nhanh tới Ngài Đại sứ Jaron Meyer cùng các thành viên trong đoàn công tác Đại sứ quán Israel tại Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu khái quát tiềm năng lợi thế riêng biệt của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh nhấn mạnh, với tiềm năng lợi thế cùng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, Thanh Hóa đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong định hướng phát triển, tỉnh Thanh Hóa sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Thanh Hóa đã xác định chiến lược trong giai đoạn tới là phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, làm nền tảng. Các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu rõ, Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó mong muốn và đề nghị trong thời gian tới, Ngài Jaron Meyer sẽ trở thành cầu nối để các doanh nghiệp Israel đến tìm hiểu, hợp tác chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó, hỗ trợ Thanh Hóa xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị của tỉnh đối với đoàn công tác, đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Israel sẽ là tiền đề quan trọng để các tổ chức doanh nghiệp tại Israel tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết, chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Ngài đại sứ khẳng định, qua tìm hiểu và chuyến thăm trực tiếp lần này, nhận thấy Thanh Hóa có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nhiều tiềm năng hứa hẹn hợp tác trong tương lai với Israel. Sau buổi làm việc này, Đại sứ Jaron Meyer mong được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa tại Israel để tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác hai bên lên tầm cao mới. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023. Những ngày này thì Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa, Ban Quản lý Di tích Đền Bà Triệu và các đơn vị liên quan đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện về nghi lễ, nghi thức, hoạt động trong lễ hội, cũng như công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự để lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023 diễn ra văn minh và đảm bảo an toàn. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023. Kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, 22 tháng 2 năm Mậu Thìn 248, 22 tháng 2 năm Quý Mão 2023. Theo kế hoạch, lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Đền Bà Triệu và lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023 sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Lễ khai mạc bắt đầu từ 8 giờ ngày 11 tháng 3 tại khuôn viên khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triệu Lộc, Hậu Lộc. Lễ dâng hương tại các địa điểm Đền Bà Triệu, Lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, Lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng, Đền Đệ Tứ, Miếu Bàn Thề, Đình Lang Phú Điền, xã Triệu Lộc. Phần hội với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, khẳng định vai trò và dấu ấn của nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh, cũng như tác động mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu trên quê hương Thanh Hóa. Ngoài ra, còn có nhiều trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc của huyện Hậu Lộc, hoạt động trưng bày hiện vật, sách báo, tranh ảnh giới thiệu về di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Đền Bà Triệu, các di tích lịch sử nổi tiếng xứ Thanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 04/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4 của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.
Theo quyết định này, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng trên một hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép. Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng trên một hộ để xây dựng một căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng. Hỗ trợ tối đa 22,5 triệu đồng trên hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất. Bên cạnh đó, ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 3 tỷ đồng trên một công trình để đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, 1,6 tỷ đồng trên km để đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa, 4,4 tỷ đồng trên một chợ để đầu tư xây dựng mới và bình quân 800 triệu đồng trên một chợ để cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng trên một hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép. Hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng trên một hộ để xây dựng một căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP, trong đó quy định kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào. Theo nghị định trên, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền. Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển công chức ở các cơ quan, tổ chức trong phạm vi toàn quốc. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có đề xuất tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá để hạn chế nhập khẩu, sản xuất và tiêu dùng. Theo dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia, thuốc lá điện tử và bổ sung đồ uống có đường. Đây là những mặt hàng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cần được đánh thuế mức phù hợp để hạn chế sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tài chính, Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ ba châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc. Năm 2019, lượng bia tiêu thụ bình quân một người là 47,6 lít, bằng 1,2 lần năm 2015. Rượu mạnh và rượu trắng là 3,4 lít, bằng 1,02 lần năm 2015. Tại Việt Nam, rượu bia xếp thứ 5 trong 15 yếu tố nguy cơ sức khỏe hàng đầu và gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tai nạn giao thông, chấn thương, bạo lực gia đình, mất an ninh trật tự. Do vậy, việc sử dụng rượu bia cần được tiếp tục kiểm soát mạnh hơn nữa. Với mặt hàng thuốc lá, Bộ Tài chính cho rằng dù đã được tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình từ năm 2016 đến năm 2019, nhưng tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Do vậy, việc sử dụng thuốc lá cần được tiếp tục kiểm soát mạnh hơn và lộ trình tăng thuế này trong thời gian vừa qua vẫn chưa đạt mục tiêu giảm sử dụng đã đề ra. Việt Nam hiện đang áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá là 75%, rượu là 35-65%, bia là 65%. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.